tối ngày 10 tháng 4, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hơn 20 thanh thiếu niên đang dàn xe máy hàng ngang nẹt pô trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 8. Cùng thời điểm trên, nhóm thanh niên khác cũng khoảng 20 người chạy xe máy tụ tập đua xe tại khu vực cầu Phú Mỹ, quận 7. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành truy bắt, chặn đứng việc tụ tập đua xe trái phép của hai nhóm thanh thiếu niên trên. Đây là hai trong số nhiều nhóm đua xe trái phép với hình thức hẹn nhau, thách thức nhau qua mạng xã hội dưới nhóm chat có tên Trường Đua 3K trên Facebook. Việc các nhóm đua xe hẹn đua, thách thức đua lẫn cá độ đua xe qua mạng xã hội đang là biến tướng mới nhất của nạn đua xe trái phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.